lòng thương xót của Chúa. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về hình ảnh của Ba-ti-mê, một người mù đang sống trong bóng tối, không chỉ về thể xác mà còn về tâm linh. Cuộc sống của anh không chỉ thiếu ánh sáng bên ngoài, mà còn thiếu đi sự hy vọng và tình yêu thương từ những người xung quanh. Anh ngồi bên vệ đường, nơi mà tiếng kêu cầu của anh có thể dễ dàng bị lãng quên giữa dòng đời hối hả. Nhưng chính trong bóng tối đó, anh lại tìm thấy ánh sáng hy vọng từ một người. Đức Giê-xu. Ba-ti-mê không chỉ là một người mù. Anh là hình ảnh của những người trong chúng ta, những người có thể đang sống trong sự mờ mịt, thiếu ánh sáng và hướng đi trong cuộc sống. Cuộc sống đôi khi khiến chúng ta cảm thấy lạc lối và cô đơn. Nhưng Ba-ti-mê đã cho chúng ta một bài học quý giá về sự tìm kiếm hy vọng. Khi nghe tiếng của Đức Giê-xu, anh đã kêu lên: "Lạy ông Giê-xu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi." Đây không chỉ là một lời cầu xin, đó là một lời kêu gọi lòng tin mạnh mẽ, khẳng định niềm hy vọng và sự khao khát được chữa lành. Dù bị đám đông quát nạt, yêu cầu anh im lặng, Ba-ti-mê đã không từ bỏ. Anh càng kêu lớn hơn, cho thấy rằng đức tin không phải là điều thụ động, mà là một hành động mạnh mẽ, một quyết tâm dám kêu cầu Thiên Chúa trong những lúc khó khăn. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng trong cuộc sống, chúng ta cũng có thể gặp phải những thử thách và áp lực tương tự. Nhưng giống như Ba-ti-mê, chúng ta cần có lòng dũng cảm để kêu gọi Thiên Chúa, tìm kiếm sự cứu rỗi và chữa lành. Khi Đức Giê-xu đứng lại và gọi Ba-ti-mê đến gần, Ngài đã thể hiện lòng thương xót vô bờ bến của Ngài. Ngài không chỉ nghe thấy tiếng kêu của Ba-ti-mê, mà còn chạm đến lòng anh, mời gọi anh đến gần. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa luôn lắng nghe và sẵn lòng đáp ứng những ai tìm kiếm Ngài, dù hoàn cảnh của họ như thế nào. Khi đến gần Đức Giê-xu, Ngài hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Câu hỏi này không chỉ đơn thuần là một lời hỏi thăm, mà còn là một cơ hội cho Ba-ti-mê bày tỏ ước muốn sâu thẳm trong lòng. Anh đáp: "Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được." Ngay lập tức, Đức Giê-xu nói: "Lòng tin của anh đã cứu anh." Đức tin không chỉ là yếu tố đưa đến sự chữa lành thể xác, mà còn là sự cứu rỗi tâm hồn. Điều này cho thấy rằng niềm tin của chúng ta có thể mở ra những cánh cửa mà chúng ta chưa từng nghĩ tới. Khi Chúa Giê-xu nghe thấy tiếng kêu của Ba-ti-mê, Ngài không chỉ dừng lại mà còn mời gọi anh lại gần. Đây là một biểu hiện rõ ràng về lòng thương xót vô bờ bến của Ngài. Chúa không chỉ là một vị thầy hay một người quyền năng, mà còn là một người bạn, một đấng cứu độ, luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp ứng những khát sâu thẳm trong lòng chúng ta. Ngài không ngại ngần tiếp cận với những người đang bị xã hội bỏ rơi như Ba-ti-mê để đem lại ánh sáng và hy vọng cho họ. Thái độ của Chúa Giê-xu đối với Ba-ti-mê cho thấy rằng Ngài không chỉ cứu chữa thể xác mà còn đem lại sự chữa lành cho tâm hồn. Sự đáp ứng của Chúa không chỉ đơn thuần là một phép lạ, đó là một minh chứng cho tình yêu thương và sự quan tâm mà Ngài dành cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những ai đang sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Khi mời Ba-ti-mê đến gần, Đức Giê-xu đã thể hiện rằng không ai bị loại trừ trong vòng tay của Ngài. Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là những người đang cần giúp đỡ. Chúng ta cũng được mời gọi để trở thành ánh sáng cho những ai còn đang sống trong bóng tối, giống như Chúa Giê-xu đã làm cho Ba-ti-mê. Hãy mở lòng để đón nhận tình yêu thương của Chúa, vì Ngài luôn sẵn lòng lắng nghe những tiếng kêu của chúng ta và đáp ứng những nhu cầu sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta. Câu chuyện của Ba-ti-mê không chỉ là một phép lạ, mà còn là một bài học về sự tha thứ, lòng thương xót và sự gần gũi của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Khi được gọi, Ba-ti-mê đã vứt áo choàng của mình, một hành động mang ý nghĩa sâu sắc. Áo choàng có thể được xem như một biểu tượng cho những ràng buộc và những thứ cản trở anh đến gần Chúa. Hành động này không chỉ cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Ba-ti-mê trong việc tìm kiếm sự chữa lành, mà còn thể hiện sự sẵn sàng từ bỏ những gì không cần thiết trong cuộc sống của mình. Việc từ bỏ áo choàng cho thấy rằng Ba-ti-mê hiểu rõ tầm quan trọng của việc dứt khoát rời xa những gánh nặng trong quá khứ để bước vào một cuộc sống mới mà Đức Giê-xu mang lại. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng để đến gần Chúa, đôi khi chúng ta cần phải từ bỏ những điều cản trở, những gánh nặng mà chúng ta mang theo. Sự từ bỏ này không chỉ là một hành động bên ngoài,
mà còn là một quyết tâm nội tâm. Nó yêu cầu chúng ta tự vấn bản thân, có những điều gì trong cuộc sống của mình mà tôi cần từ bỏ để đến gần hơn với Chúa? Có thể là những thói quen xấu, những mối quan hệ độc hại, hay những ý nghĩ tiêu cực. Giống như Ba-ti-mê, chúng ta cũng được mời gọi để vứt bỏ những ràng buộc ấy, để tiến bước trên con đường tìm kiếm ánh sáng và hy vọng từ Thiên Chúa. Hãy nhìn vào cuộc sống của Ba-ti-mê như một hình mẫu cho mỗi chúng ta. Anh không chỉ là một người mù, mà là một người đã nhận ra rằng sự chữa lành không chỉ đến từ việc có ánh sáng về thể xác, mà còn là ánh sáng trong tâm hồn. Chúng ta cần có can đảm để từ bỏ mọi thứ cản trở chúng ta trong hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi và sự gần gũi với Chúa. Cuối cùng, chúng ta hãy nhận ra lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của mình. Ngài không chỉ là đấng chữa lành thể xác, mà còn là đấng mang lại sự tha thứ và sự chữa lành cho tâm hồn chúng ta. Hãy mở lòng mình để đón nhận ân sủng của Ngài, giống như Ba-ti-mê đã làm.